Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Nhiều người sau khi lắng nghe bài phân tích này của mình sẽ cho rằng việc so sánh một chiếc xe crossover hạng sang đối với một chiếc xe SUV full size cỡ lớn thuần điện là một trong những sự chênh lệch quá lớn và ngu ngốc, vì hai mẫu xe này đáp ứng các điều kiện sử dụng hoàn toàn khác nhau. Tuy vậy, mình đang muốn nói tới cho quý vị các bạn đó là góc độ thực dụng của một trong hai chiếc xe này. Nếu các bạn phải bỏ ra một số tiền tương ứng, đó là 1,5 tỷ đồng, lựa chọn Mercedes-Benz GLC Class hay VinFast VF9 thuần điện, mình sẽ đi sâu vào phân tích cho quý vị các bạn những ưu nhược điểm của hai mẫu xe trên. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam và mình là Trí Trần. Hiện nay, Mercedes-Benz đang phân phối GLC Class ở tại thị trường Việt Nam với 4 biến thể bao gồm GLC 200, GLC 250, GLC 300 và GLC 300 Coupe, với mức giá bán cho từng phiên bản của GLC Class dao động từ 1 tỷ 8 tới 2 tỷ 500 triệu đồng, bỏ qua phiên bản Coupe với mức giá bán trên 3 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc VinFast VF9 được công bố mức giá bán cho hai phiên bản tiêu chuẩn và Eco vào ngày 6 tháng 1 năm 2022 tại triển lãm CES 2022. Cụ thể, lần lượt là 1 tỷ 450 và 1 tỷ 570 triệu đồng. Mình sẽ không nói thêm về những chính sách ưu đãi và khuyến mãi của VF9 trong thời gian này, vì mỗi xe sẽ được tặng thêm voucher 250 triệu đồng đi kèm các quà tặng có giá trị khác. Như vậy, chỉ cần lướt qua về mức giá bán, các bạn cũng có thể thấy rằng là mẫu xe SUV VF9 thuần điện của thương hiệu Việt đang có giá bán rẻ hơn khoảng 230 tới 350 triệu đồng so với Mercedes-Benz GLC Class phiên bản thấp nhất, đó là GLC 200. Chưa cần so sánh làm gì với các mẫu xe SUV cỡ lớn tương đương đến từ thương hiệu Mercedes-Benz, BMW hay Audi đang có mặt ở tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV của Việt Nam đang nắm lợi thế về mức giá bán hấp dẫn người tiêu dùng. Còn lại các mẫu xe SUV 7 chỗ phổ thông bình dân như Toyota Fortuner, Ford RS, Mitsubishi Pajero chắc chắn gần như không có cửa với VF9. Thiết kế ngoại thất và nội thất của GLC Class và VF9 đều rất xuất sắc. Mỗi chiếc xe đều có những điểm nhấn riêng, đem lại cho người quan sát những cung bậc cảm xúc khác biệt. Mercedes-Benz GLC sở hữu một ngoại hình có thể nói là rất sang trọng, thể thao, điều này không cần phải bàn cãi quá nhiều. Còn đối với chiếc xe VinFast VF9 lại thể hiện một cái phong cách thiết kế thể thao đầy cơ bắp với những đường gân nếp gấp xung quanh xe. Tuy vậy thì cá nhân mình cho rằng nếu đặt hai mẫu xe này cạnh nhau và bình xét một cách công tâm, chắc chắn nhiều người sẽ lựa chọn lối thiết kế của VF9 hơn. Lý do vì mẫu xe SUV của thương hiệu Việt sở hữu những đường nét thiết kế cầu kỳ và đặc sắc hơn so với GLC, chưa nói đến những trang bị bên ngoài cũng có kích thước lớn và hoành tráng hơn so với đối thủ. Bên trong nội thất xe phải khẳng định là GLC có thiết kế rất nuột nà, sang trọng và mềm mại. Xe sử dụng các vật liệu da cao cấp, ốp nhôm và gỗ tự nhiên. Và dĩ nhiên, với một mẫu xe hơi truyền thống, việc nhà sản xuất sử dụng nhiều các nút bấm chức năng bên trên vô lăng và khu vực điều khiển trung tâm đã trở thành một nét đặc trưng dễ thấy trên bất kỳ mẫu xe nào. Trong khi đó, VF9 lại sở hữu thiết kế vô cùng tối giản, giống như khoang cabin của một phi thuyền không gian. Khu vực trung tâm chỉ sử dụng duy nhất một màn hình cảm ứng kích cỡ lớn, tương đương với một chiếc laptop. Các nút bấm chằng chịt cũng đã không còn xuất hiện. Tất cả các tiện ích chức năng đó đều được thông qua màn hình trung tâm cỡ lớn và được hỗ trợ bằng trợ lý ảo. Nhìn chung, nếu xét về góc độ thẩm mỹ thì cá nhân mình cho rằng hai mẫu xe này đều có những điểm nhấn riêng biệt. Nếu người sử dụng là người yêu thích cảm giác sang chảnh mềm mại, các bạn có thể lựa chọn GLC Class. Còn nếu như yêu thích sự hiện đại và tối giản, chắc chắn VF9 sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn. Nói về kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao của một chiếc xe crossover như GLC, chắc chắn sẽ không bao giờ có cửa đối với một chiếc xe SUV full size cỡ lớn như VF9. Chiếc xe của thương hiệu Việt Nam sở hữu chiều dài lên tới 5.120mm, chiều rộng 2.000mm, chiều cao 1.721mm. Nếu như các bạn phải thường xuyên đi lại trong phố, từ nhà, từ cơ quan, tới nơi làm việc, gia đình không quá đông thành viên, thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC chắc chắn phát huy tốt hơn khả năng luồn lách và tính cơ động khi sử dụng. Còn lại chiếc SUV VF9 với thân hình to con của mình sẽ là nhược điểm để khiến cho các bạn cảm thấy khó khăn trong quá trình di chuyển ở những nơi đông đúc chật hẹp. Tuy nhiên, nếu xét về ưu điểm của chiếc xe 7 chỗ này, các bạn có thể nhẩm ngay trong đầu với những ưu điểm như sau: không gian vô cùng rộng rãi, thông thoáng, tầm nhìn bao quát, chở được nhiều người giúp những chuyến đi chơi xa trở nên đơn giản thuận tiện hơn, vượt địa hình xấu tối ưu và tốt hơn so với GLC Class.
Đầu tiên đó là VinFast VF9 sở hữu lên tới 2 motor điện gắn ở trục trước và trục sau, sản sinh ra 402 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 640 Nm, đi kèm hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 6,5 giây. Dự kiến quãng đường đi của xe là 485 km và 680 km cho một lần sạc đầy tùy vào từng phiên bản. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLC phiên bản 200 Formatic sản sinh ra 197 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 320 Nm. Phiên bản GLC 300 Formatic sản sinh ra 258 mã lực và 370 Nm, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 6 giây. Ở phần hệ thống treo, hiện tại chúng mình chưa rõ VF9 sở hữu hệ thống treo có kết cấu ra sao, nhưng Mercedes-Benz GLC có kết cấu hệ thống treo bằng khí nén, tích hợp công nghệ thích ứng thông minh. Như vậy, với số tiền phải bỏ ra lớn hơn khoảng 230 tới 350 triệu đồng, nhưng GLC Class chỉ đem lại sức mạnh cho chủ sở hữu bằng một nửa so với mẫu xe điện VF9. Về phần tiện ích trên xe, VinFast VF9 sở hữu nhiều những công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, với màn hình trung tâm giải trí kích thước lớn lên tới 15,4 inch, điều khiển bằng ra lệnh giọng nói thông qua công nghệ trợ lý ảo Vivi, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt rất thông minh, điều khiển chức năng trên xe từ xa thông qua VinFast App, dịch vụ kết nối các kênh mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử giải trí, tiện ích văn phòng, hệ thống điều hòa thông minh, kết nối điện thoại thông minh. Đây cũng là những sự khác biệt khá lớn so với những công nghệ đơn thuần của Mercedes-Benz GLC, ví dụ như hệ thống màn hình MBUX, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto, bản đồ vệ tinh, sạc không dây, màn hình HUD, ra lệnh giọng nói sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. VinFast VF9 và Mercedes-Benz GLC đều đạt được tiêu chuẩn 5 sao của Asian NCAP, chương trình đánh giá an toàn xe hơi của châu Âu Euro NCAP với điểm số là 5 sao, và chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ của cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ với 5 sao. Tuy nhiên, VF9 lại có tới 11 túi khí an toàn, GLC chỉ có vẹn vẹn là 7 túi khí. Ngoài ra, mẫu SUV của Việt Nam còn được trang bị hàng loạt những công nghệ an toàn và tự hành cấp độ 3 như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe an toàn, hỗ trợ đỗ xe toàn phần, triệu tập xe thông minh. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLC sở hữu những công nghệ an toàn tương tự VF9 nhưng không có các công nghệ tự hành cấp độ 3, ví dụ như hỗ trợ đỗ xe chủ động, ghép ngang, ghép dọc, ra khỏi chuồng, cảnh báo mất tập trung, chống trượt khi tăng tốc, hệ thống phanh chủ động Adaptive, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Auto Hold, kiểm soát hành trình, hỗ trợ duy trì làn đường. Bài so sánh này có thể được cho là khá khập khiễng khi đem một mẫu xe crossover 5 chỗ hạng sang đã có thương hiệu trên thị trường nhiều năm nay, so sánh với một chiếc xe SUV 7 chỗ thuần điện chưa có bằng chứng thực tế trên mọi khía cạnh của người dùng. Chính vì vậy, bài so sánh này chủ yếu nói về góc độ thực dụng với những giá trị thực sự mà các bạn nhận được nếu phải bỏ ra một số tiền tương đương và thậm chí còn thấp hơn từ 230 tới 350 triệu đồng. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bài phân tích lựa chọn Mercedes-Benz GLC Class hay VinFast VF9 với tài chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.